thì anh cũng đóng góp cho tất cả những cái Việt kiều ở bên yêu nước ngoài á, nghĩa là Việt kiều yêu nước và Việt kiều phản nước. Thì anh chỉ có một cái lời tóm tắt như thế này, nghĩa là các bạn á, bao nhiêu năm rồi anh thì là ba của anh đó là tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là ông sinh năm 1931. Thì em biết là năm nay là ông 80 88 tuổi rồi. 80 87 thôi chứ chưa được 88. Thì em biết rồi, thì qua những cái giai đoạn đó thì ông nhiều khi bây giờ là ba của anh bây giờ mất trí, nhưng mà ông vẫn là ngồi tâm sự, là ông nói là qua những cái thời kiến tham gia cái trận Điện Biên Phủ đó năm năm 54, thì ông đã mất mát rất là nhiều rồi. Ông cũng là tâm sự, ông nói bây giờ là ông nói bây giờ là mấy mấy con biết rồi á, ba hồi đó rất là cực khổ. Qua cái thời mà giai cấp đó, là lúc đó là cái thời mà chống Pháp và chống Mỹ, cái lúc đó là em biết là cái thời mà bao cấp. Thì em thì anh nghĩ là Ngọc Hiếu là sau này đâu thôi. Em thì em là năm nay anh 44 tuổi, mà trong gia đình đó, thì em biết là ba của anh đó là dân tập kết. Em biết tập kết là em biết sao không? Là lúc đó là ra ngoài Bắc xong rồi tập kết, đầu đầu lấy vợ ngoại, là anh là gốc Nam Định, anh là gốc Nam Định Ý Yên, ba là ở Ý Yên nhưng mà tập kết là trong Nam. Lúc đó là em biết rồi. Rồi sau khi tập kết xong rồi lấy vợ bên Nam thì lại sanh ra được bốn người con, sau đó là tập kết về xong rồi về ngoài Bắc lại lấy vợ Bắc, tại vì bà mẹ trong Nam bà ấy bị nói chung là ngụy, cái đám ngụy mà nó giết chết. Rồi bắt đầu ra ngoài Bắc lại lấy vợ Bắc thì sinh ra được hai dòng con, nghĩa là trong dòng họ của anh á là tới chín người con, là anh em á chín người con. Bây giờ người ở Thái Nguyên, người ở ở Cao Bằng, người thì ở Bình Thuận, thì anh em tán loạn vậy. Thì bây giờ đất nước mình vậy á, thì em biết là sao, do cái chiến tranh mà xảy ra nên cái đám mà ba que đó nó mà cứ cứ phá phách. Anh thì là con út trong gia đình thì Ngọc Hiếu biết rồi, thì bây giờ tụi nó cứ phân biệt Nam Bắc. Nhưng mà anh nói thật với đây các bạn trẻ trên trên miền miền Nam nghe nha, không có người Bắc mình á thì làm sao mà cái cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay. Bao nhiêu người chiến sĩ mà đổ xương máu, trong khi trong đó là có ba của anh. Bây giờ ông bây giờ năm nay á, là ông đã rất là già rồi, nhưng mà ông cứ cái vết thương chiến tranh em biết không, bây giờ trong nhiều khi á, là cái lá phổi á, ông đã bị cắt hết một phần mấy rồi em biết không. Cái thời chiến tranh đó đi đi Khe Sanh á về, mà cái sức ép bom rồi trúng mảnh đạn đó về sau nhà nước mình đó là cắt hết một một phần mấy phổi rồi ông. Bây giờ mỗi lần á, em biết không, ba của anh bây giờ anh rất là thương, có nghĩa là em biết sao, cứ mỗi lần trái gió trái trời là ông ho rất là kinh khủng, mà không có thuốc nào mà trị được hết. Bây giờ đi thuốc Tây thuốc Nam chứ, nhưng mà trong gia dòng họ của anh á bao nhiêu người á, có nghĩa là chú bác là cũng là liệt sĩ em biết rồi, em biết rồi liệt sĩ. Bây giờ nếu mà căm thù á, anh rét nhất là cái tụi mà ba que cộng sản, ba que mà bên Việt Nam Cộng Hòa, chính vì tụi nó mà làm cho dòng họ của anh nó những người mình hy sinh vậy. Mà ba của anh bây giờ mỗi lần mà trái gió trái trời ông rất là đau đớn, ông nói chiến tranh mà xảy ra không ai mà muốn cái vấn đề đó, mà anh rất là mến phục là anh cái lời anh Lợi Minh đó. Anh Lợi Minh đó là ảnh đó là một Việt kiều, nhưng mà không có một cái có nghĩa là trong cái quá trình anh nói là ảnh chỉ là một cái tấm lòng yêu nước thật sự. Thì hôm nay anh đi tiệc á, anh đi chung tiệc với các chú các bác ở Bình Dương nè, thì các chú các bác cũng cũng đi với anh, các chú các bác cũng là tâm sự là bây giờ cuộc sống bây giờ
cuộc sống mình nó quá tốt rồi. Nhưng mà bây giờ tại sao những người mà không làm gì cho được cho đất nước mà lại làm cứ mà tìm cách mà cứ lật đổ như như thế này thế kia. Anh nói em á, anh rất là buồn. Tại vì Anh Việt Bình tại vì Dương, sao? anh ti toang mà anh ấy đi trên đường á, có lúc mà sóng mạnh, có lúc mà sóng yếu á, cho nên là anh ấy nãy anh đang chia sẻ thì anh bị rớt, bây giờ anh yêu cầu lại á, sợ tí nữa sóng yếu thì anh Không không mà này này cho anh nói anh Titan nè. Anh Titan ok, I respect you so much. Anh rất là mến mến anh Titan. Bởi sao? Anh là cái người Việt kiều, anh cũng là nói thẳng anh Titan là người con lai đúng không? Nhưng mà anh rất là nể anh Titan. Bởi vì anh có một cái tầm nhìn, anh có một cái vision, trong tiếng Anh nó gọi là vision. Có nghĩa là cái tầm nhìn của anh á, nghĩa là anh suy nghĩ về trong tương lai anh sẽ trở về Việt Nam. Có thể nhiều biết đâu nhiều khi có một ngày nào đó anh Titan anh về Việt Nam, anh sẽ nhớ được cái nick của em, anh sẽ gặp em sẽ tâm sự với anh. I will say some story about you. You know my English, ok? Nếu mà lúc nào mà anh có dịp anh về Việt Nam đi, anh muốn nói tiếng Anh với em, tại vì em lấy vợ mà vợ của bên em là người Việt Nam Cộng Hòa. Em nói thật luôn, bên vợ em là Việt Nam Hòa, nhưng mà tại sao người ta vẫn vẫn là có một cái ý chí, người ta nhìn lên, người ta bạn không đồng có ý suy nghĩ đồng bên cảm nó cho hận con thù chúc, tại vì anh Ti Tong đang chia sẻ rồi. đó. Bây giờ anh Titan anh này nè, em nói với em với anh Titan luôn, em rất là con người Việt Nam, em rất là respect. Có nghĩa là em bây giờ em nói chung em làm với nước ngoài rất là nhiều, lương của em không có thấp đâu. Em nói thẳng với mấy đây tụi ba que đừng bao giờ mà nổ. Em nói thẳng với anh á, em rất là nể Bắc Cầm Nguyễn á. Tại sao người ta một cái người Việt Nam Cộng Hòa, người ta sẽ vẫn gạt bỏ những cái quá khứ đi, người ta nhìn đến một cái tương lai, người ta looking for the future, nghĩa là người ta nhìn ra xa ra ra một cái tương lai, người ta nghĩ đến một cái tương lai, chứ người ta không nghĩ đến hận thù. Tại sao mà anh cứ áp đặt vấn đề là tại sao anh là cái chế độ cũ, anh chạy quanh kia, anh cứ thù Cộng sản Việt Nam. Vì bây giờ mấy anh có hỏi vấn đề là tôi á, trong gia đình tôi nè có bao nhiêu người liệt sĩ nè, cha mẹ tôi nè bây giờ đang mang vết thương trong mình, tôi có căm thù mấy anh không? Nếu mà tôi nói thật nha, nếu mà nhà nước mà cho tôi cầm cái súng tôi bắn chết mấy thằng Việt Nam Cộng Hòa, 1.000 thằng tôi bắn, chưa có bao giờ mà tôi thả thả tay tôi nè. Tại vì sao Ngọc Hiếu biết không? Cho anh nói đi, rồi anh xuống cũng được. Tại vì sao? Chính bà cô của anh á bị Việt Nam Cộng Hòa cắt cổ. Em hiểu không? Cắt cổ là em biết sao không? Nghĩa là đi theo, đi lúc đó là đi dạng như em biết không, là chiến khu đó, vào đó bắt được cắt cổ. Bây giờ anh nói thiệt cái tụi mày á muốn thù phải không? Tao thù cho tụi mày thấy. Tụi mày về đây á có một dịp mà tao sẽ cắt cổ tụi mày. Nói Bác Cầm, xin lỗi Bác Cầm nha, em anh không có xúc phạm Bác Cầm, nhưng mà đừng có khơi vấn đề mà đó. Nên đừng bao giờ mà ai mà nào vô cái nick của tao Việt Bình Dương mày xem đây. Không bao giờ mà tao đi phản cái quốc đâu. Tụi mày đừng bao giờ mà chọc phá tao. Đừng bao giờ hack nick. Nói thẳng tụi mày á, đừng có mơ mà hack. Tao là dân IT ra. IT mày biết cái gì không? Đừng bao giờ mà hack. Tụi nó hack anh biết không? Mẹ tụi mày khốn nạn lắm. Cho anh xin lỗi nha Ngọc Hiếu à. Xin lỗi anh chị em trên những nạn á. Rất là bực tụi nó. Tụi mày á, mẹ khốn nạn lắm. Tụi mày á, đất nước của mình bây giờ đã hòa bình, anh em mình á bây giờ cuộc sống bình an, thì làm ơn á, nếu mà không có giúp được gì cho đất nước thì làm ơn đừng có bao giờ mà phá đất nước nữa. Tại sao á tụi mày cứ kêu tụi tao đi đánh với Trung Quốc trong khi tụi mày lại xài hàng Trung Quốc? Tụi mày nghĩ đi, Trung Quốc nó 1,5 tỷ người á, nó một công xưởng của thế giới, không ai mà không muốn hợp tác làm ăn với nó hết. Nên tụi mày phải suy nghĩ cái vấn đề đó.
Nên đừng bao giờ mà nói á, là tại sao mà cộng sản lại ác. Nhưng mà tụi mày lên mạng tụi mày xem có một cái hình nào á mà cộng sản cắt cổ mà cầm cái người mà lính người cộng sản. Anh nhìn cái hình mà cái Việt Nam Cộng Hòa nó cắt cái lính bộ đội của mình đó, nó đưa cái hình lên đó, nó cầm cái hình đó, cái đầu lâu á, em biết không? Em thấy em nghĩ sao? Em quá xót không? Anh nói anh rất là bực. Anh nhìn mà không phải là anh em mình lên đây nè, Hiếu Ngọc Hiếu nè, lên đây mà chống lại tụi nó là gì đâu. Có được cái gì đâu, nhà nước mình nó nói cái gì, dư luận viên ba cũ. Làm đéo gì mà nhà nước mình nó cho mình cái đồng nào. Anh cũng đi cày từ sáng đến tối nè, vừa giờ bây giờ khuya nè. Lên mới nói chuyện với em nè. Đang nằm nè, vợ của anh nằm kế nè, anh không bao giờ mà anh đưa lên. Tại vì sao mà em nói là anh mặc cái đồ chứ không phải, tại vì sao bức xúc quá. Phải cho anh nói chứ. Ok. I get angry so much, just let me speak out. Mày phải nó cho tao nói lên. Tụi tao là cái người á, cực khổ nè, anh là hàng 7X em biết không? 7X có nghĩa là lớn hơn tuổi hơn Ngọc Hiếu nè. Cái thời đó đi học nè, quần còn cơm còn đéo có ăn luôn, nói cái từ đéo á, xin lỗi các anh chị em, cơm còn không có đủ ăn nữa. Sinh viên còn đi dạy học mà dạy kèm nè, kiếm từng đồng để mua được chiếc xe nè, mà nhiều khi chiếc xe xe đòn á, nhiều khi nhảy xuống thọt dái luôn, anh xin lỗi em. Bây giờ làm sao, dân bây giờ con của anh nè, mấy đứa bây giờ xe của nó đầy, đâu có còn ai mà nghĩ đến vấn đề xe đạp này kia. Nó mà thời xưa nó mơ được chiếc xe đạp nó là một cái chuyện mơ, ước mơ xa vời luôn. Anh nói thiệt á, cái thời mà học máy tính á, mơ được một cái chiếc laptop mà nằm cái mơ đi, chiếc máy để bàn cũng không có nữa. Nhưng bây giờ làm sao, đất nước mình bây giờ cũng vậy. Bắt Trần Đại Quang nè, trong khi á, một cái lãnh tụ người ta mất, bao nhiêu dân Việt Nam mình á, đau xót xót thương cho cái nè. Đây nè, vợ của anh nè, bên bên anh nè, bây giờ là có Việt kiều bên Mỹ nè, người ta về đây người ta kể hết trơn à các bạn ơi, ta kể cuộc sống bên như thế nào, người ta kể rất là cực. Đừng có bao giờ mà nổ. Đây nè, vợ của anh nè, có anh ruột bên Mỹ luôn, ba anh em bây giờ anh ruột nè, anh ruột bên Mỹ nè, ông về đây ông ở bang Ohio đó, ông nói bệnh nó cực như con dòi. Đừng có mà nó lên đây mà tuyên truyền mà tội nghiệp. Đừng có nổ, you don't is like a bomb, mày đừng có giống một trái bom, đừng có nổ quá. Về Việt Nam này, giờ dân Việt Nam mình, anh nói Ngọc Hiếu đúng không, bây giờ mình làm, bây giờ cái thằng mà làm hồ là cái nghề bét nhất trong xã hội, bây giờ một ngày nó có mấy trăm ngàn. Bây giờ đừng có về đây mà tội nghiệp mà cứ cứ mà tìm cách mà kích động, đem có mấy trăm ngàn mà đưa cho người dân mình đi vào một cái tội tù tội. An ninh mình biết hết trơn à, Ngọc Hiếu biết không? Những anh em mình lên đây á mà nói chuyện với nhau, an ninh người ta theo dõi hết. An ninh Việt Nam mình rất là giỏi. Những cái vụ cướp ngân hàng chỉ có 3 ngày thôi là đã phá án rồi. Nên tụi mày đừng có mơ. You are not dreaming. Tụi mày đừng có mơ. Nói với anh Titon nha. Em nói anh Titon, anh cứ tin em đi. Nếu mà anh thương em, anh tin em đi. 10 năm sau anh về Việt Nam đi, một đất nước Việt Nam không phải như là anh em đang ngồi nói đâu. Tụi em đang đi làm, không có một cái cơ quan nào mà tài trợ cho tụi em, dư luận viên ba cũ. Nhà nước nào mà trả cho em ba cũ? Em làm nói thật với anh đó, em cũng công khai luôn, lương của tụi em không thua tụi anh bên Mỹ đâu. Nói thẳng luôn. Lương tụi em nè, HR manager nè, có nghĩa là Human Resources Manager, không thua lương của tụi anh bên đó đâu. Đừng có bao giờ mà lên đây nổ. Em không có muốn lên tiếng đâu. Em không có nổ đâu anh Titon. Cái gì em nói thật là nói thật. Em rất là thích cái tính của anh Titon. Có nghĩa là anh lao động hàng ngày.
trả bằng mồ hôi nước mắt. Cái gì cái không có nào mà tiền mà tự nhiên nó rơi xuống mà để mà anh ngồi đó anh hưởng cả. Bên đó muốn ăn welfare á, em tụi em thừa hiểu là welfare đó như thế nào. Thì bữa nay em là bây giờ là em mới đi ăn ăn tiệc với mấy sếp của em là sếp Nhật, Germany đó, có nghĩa là mấy sếp Nhật, sếp Hàn Quốc. Thiệt em không có nổ, em nói thật với anh Titan luôn, nếu mà em nổ ra đường một cái xe cán một cái em chết ngay tại trận. Cuộc sống của tụi em bên đây á, nói thiệt cái anh á, tụi em á 3 4 miếng đất luôn, không lẽ em nổ với anh làm cái gì? Anh có nghe những cái vụ mà em nói là em mua được Anh đất rồi à, sao, cái vụ Bình Thuận? anh Bình Dương ơi, một lát nữa anh Titong chia sẻ xong thì em mời anh lên lại, tại vì chắc là anh em vội cho nên anh gửi yêu cầu tiếp á. Thì Không thì đó, thì bây giờ là cho anh kết à, một câu nè, mời. cho anh kết một câu cuối cùng là nghĩa là đất nước Việt Nam mình đừng có làm khổ cho Ngọc Hiếu mà lên mà làm livestream, rồi Bình Dương livestream, rồi anh Bằng Nguyễn livestream, đừng có làm khổ người ta nữa, người ta là người dân, người ta yêu nước vậy đó, thì đừng có lên mà chống phá nữa, đừng có lên chọt nữa, giống như thằng Doãn Như Lân ấy, cái thằng